VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long Đào mới ngon đào mong. Đội nhận được nhiều bình chọn nhất từ 400 khán giả của tuần qua là Lớp Sen. Tôi đề nghị các bạn quay lưng lại. Ok. Tôi sẽ đến ôm vai đội hạng nhất tuần qua. Ôi trời. Anh ơi ôm em, anh ơi ôm em một cái đi anh ơi. Yeah. 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 Không phải các bạn. Trời ơi. Thì không nhất thì cũng gì cũng được vậy. Anh ơi anh lạ ôm tụi em anh ơi. Trung ơi em cứ ôm đồng đội đi em. Ôm Tú đi. Anh ơi. Anh không đi đâu hết. Tôi không ôm em. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng live stage 2. Và 4 đội chia ra thi đấu 2 lượt. Lượt đầu tiên ở tập trước chúng ta đã xem được 4 đội của Isaac, Nagif, Hiếu thứ hai và Eric Đức Phúc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với lượt thi đấu thứ hai cùng với vòng live stage 2. Chúng ta sẽ còn nhóm Quân AP trực thuộc đội Hiếu thứ hai, nhóm Sông Luân Văn Tú, cũng như bên đây là nhóm của Kim Tuấn Kiệt thuộc đội của Isaac, và nhóm của Pháp Kiều chung đội với Nagif. À, xin cho hỏi không biết là những đội còn lại có xem những đồng đội mình biểu diễn trong vòng trước không ạ? Dạ có, em xem rất kỹ. Xem rất kỹ anh ạ. Anh Tú, anh nghĩ như thế nào về phần trình diễn của những đội bạn lần trước? Dạ thực ra thì tất cả mọi người đều làm rất hay. Và 4 bài đều là 4 thể loại âm nhạc khác nhau để gửi tới quý vị khán giả. Nhưng mà em nghĩ Nữa đó. Ôi, gáy nè. Nhân rồi, có chữ nhân rồi. Anh suốt ngày cứ gây hấn hoài à. Đồng đội của em á, lần trước thi em thấy thế nào so với đối thủ? À, không phải sĩ đâu, nhưng mà tại cái bài thi sĩ nó phải xứng đáng là top 1 anh ạ. Nghe thi sĩ là không sĩ được rồi đúng không? Không sĩ được, tại vì nó quá xứng đáng đi. À thế à? Dạ. Anh trai Hurricane, anh nghĩ sao về cái bài thi của những đồng đội mình lần trước ạ? Em nghĩ đây là một cái bài nhạc mà nó mang tính replay rất cao. Và performance của 4 anh trai phải gọi là cực kỳ xuất sắc. Em nghĩ là xuất sắc nhất trong 4 đội. Yeah. Oh. Yes, sir. Đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà. anh không biết là anh trai Phạm Đình Thái Ngân có đồng ý với ý kiến của những người vừa rồi không ạ? Gãy lên em ơi! Gãy lên em ơi! Cái mà chú giờ làm giỏi nhất đó. Cái làm giỏi nhất là gãy hả? Ừ. Thật sự thì em cũng không biết là mọi người đang nói về vấn đề gì. Ủa? Nhưng mà trong đầu của em thì nãy giờ nó chỉ có Drama is my life. Yeah. Drama is my life. Và nó dính em từ tuần trước tới tuần này. Em biết sao không? Nhiều khi không khéo khán giả lại không hiểu em nói gì hết chứ. Câu gậy này hơi nhẹ ha. Trong đầu của tụi em bây giờ cũng chỉ có hit drama thôi. Giống như là 2, 3 hit drama, hit drama. Hit drama, hit drama. You have me and hello there. 10 điểm. À, hay à. Tự tin như vậy là tốt, ok. Còn đội của Pháp Kiều thì sao ạ? Xin hỏi Dương Đô Biết là em thấy thế nào về đồng đội của mình? Hình như là mình hơi khiêm tốn thì phải. Thì em thấy team của anh em Nagif, Công Dương, Quang Hùng Master D và anh Nicky là cực kỳ tuyệt vời. Là em thấy các anh nhóm khác ấy, các anh luôn nói là đến đây để lấy top 1. Thì bọn em cũng lấy top 1, nhưng bọn em lấy top 1 trong lòng khán giả. À. Trời ơi, nhân văn quá. Đây là chiêu bài thao túng tâm lý ha. À. Thật ra tại sao tôi hỏi như vậy? Tại vì hôm nay sẽ là phần thể hiện của những anh trai trong team còn lại.
Để cho chương trình được kịch tính hơn, Trấn Thành ngay bây giờ sẽ công bố team nào hạng nhất tuần qua. Giữ biết không hả? Ok ok. Vì dù gì đi nữa thì trong tuần thứ hai này cũng sẽ chỉ có một đội cao điểm nhất được vào vòng trong an toàn thôi, đúng không? Dạ. Yeah. Cho nên chúng tôi buộc phải cho các bạn biết cái đội nhất của tuần qua để phải phấn đấu. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Ok, dĩ nhiên thế cờ sẽ phải lật ngược lại nếu như những đội còn lại cố gắng hơn. Và tôi báo cho các bạn biết cái điều này mới chấn động. Số phiếu của đội hạng nhì không cách hạng nhất là bao? Có nghĩa là đội hàng nhiều, nếu như những thành viên còn lại mà làm tốt thì vẫn có thể vượt lên dẫn đầu, đảo ngược tình thế được. Anh nhìn bên tụi em là có ý gì anh? À, không không không, anh xin lỗi em. À, dạ. Em ơi em làm sao vậy? Dạ. Sống đa nghi như vậy không tốt, Michelle à? Anh ơi, đội nào là đội về nhì mà kém thi sĩ có vài phiếu vậy anh? À, em ơi, em còn tỉnh táo không Trung? Ủa, đúng rồi. Em đánh cờ vua riết rồi, em làm sao trong đánh cờ này em nghĩ không có ai địch lại tụi em rồi. À, ok. Thế nhưng, tôi đã nói thế nhưng, đội 3 và đội 4 so với đội 1 và đội 2 có một khoảng cách nhẹ nha. Vì vậy cho nên nếu cảm thấy mình nằm trong 3-4 thì đồng đội còn lại phải cố gắng thật nhiều. Không sao. Ok. Dạ. Và tôi xin được công bố đội nhận được nhiều bình chọn nhất từ 400 khán giả của tuần qua là Lớp Sen. Tôi đề nghị các bạn quay lưng lại. Ok. Tôi sẽ đến ôm vai đội hạng nhất tuần qua. Ôi trời. Anh ơi ôm em, anh ơi ôm em một cái đi anh ơi. Yeah. 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 Không phải các bạn. Trời ơi. Thì không nhất thì cũng gì cũng được vậy. Anh ơi anh lạ ôm tụi em anh ơi. Trung ơi em cứ ôm đồng đội đi em. Ôm Tú đi. Ừ. Anh ơi. Anh không đi đâu hả? Tôi không ôm em. Chưa. Bình tĩnh. Xin lỗi tụi em. Tụi em hạng nhất tuần qua. Chúc mừng team Hiếu thứ hai. Tuyệt vời. Niềm vui và hoa xin mừng chúc mừng team Hiếu thứ hai và Love Sen đã nhận được bình chọn cao nhất. Thì nói chung là cũng thấy xứng đáng nhiều. Anh ơi, sao Tú, em cần gì để nói? Anh bảo dùm em là top 2 cái. Top 2 không được báo. Yeah. Nếu cảm thấy mình đang nằm ở top 2 thì tôi báo cho các bạn biết là top 2 không kém top 1 là mấy phiếu. Rất là gần. Nếu top 2 mà vươn lên vẫn hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế. Nhưng top 3, top 4 cẩn thận khoảng cách. Bởi vì hơi cách khoảng cách một chút đấy. Cho nên phải run. À, sao mình vẫn nhìn tụi em? Anh vẫn nhìn tụi em. Anh làm như em mắt nhìn em á, này kiếp ơi, là dính nó bị thu hút sao á. Ừ. Em biết phận mình rồi. À vậy hả? À. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm cho lượt thi thứ hai trong tuần này. Xin mời. À, Quân AP thích thi thứ mấy? Em muốn thi đầu luôn anh ạ. Thi đầu luôn anh ạ. Thi đầu luôn à?
Máu thế. Đội mình hạng nhất rồi lại thi đấu luôn hả? Vâng, à? Em đang thấy là đầu xuôi đuôi lọt rồi này em. Đang có đà đúng không? Vâng. Quang Trung thích thứ mấy? Nếu mà Quang em thi đầu rồi thì em nghĩ tụi em thứ mấy không quan trọng nữa. Tại vì thứ nào thì cũng top 1 thôi. Hình như tuần rồi thì không phải như vậy. Nhưng mà báo trước cho Quang AP là dù là đồng đội mình hạng nhất nhưng cũng đừng có ý nha. Chắc chắn tại rồi. Tại vì đội thứ hai nó bám mình sát lắm. Cho nên là phải chạy nha. Dạ. Yeah. Ok. Đặt vào đôi vai các bạn hai chữ yêu thương và trách nhiệm. Chúc các bạn may mắn. Chiến thôi. Let's go. Let's go, let's go. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Bon cha Vio Long Đào mới, ngon đào mong. Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.